Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đang xem kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Clip mới hôm nay em có một số tác phẩm đẹp giá trị VIP để giới thiệu cho bà con mình trên mọi miền Tổ quốc nha. Qua số điện thoại em là 0772 8772 78. Địa chỉ cửa hàng thì nằm ở quốc lộ 91, quận Ngân Môn, thành phố Cần Thơ nha bà con. Bên em thì nhiều mặt hàng đa dạng phong phú, luôn luôn cũng sưu tầm mới đẹp lạ về để giới thiệu cho bà con mình trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì em cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh, ủng hộ kênh trong những cái thời gian vừa qua cũng như những cái buổi live vừa qua nha. Rất mong bà con mình tiếp tục ủng hộ em trong thời gian tới. Thì hôm nay em có cặp bình siêu to nè, bộ bàn là 10 món hàng lớn quý và cao cấp nè, đó, phong cách quý tộc cổ điển nha. Đó thì bà con mình xem không rõ thì liên hệ điện thoại để em tư vấn hỗ trợ thêm. Đó, em sẽ đo kích thước và báo thông số cũng như là quay những chi tiết cận kể cho bà con mình xem và mình nắm nha. Chỗ nào không rõ thì kết bạn Zalo em hướng dẫn bà con mình thêm nha. Mã số đầu tiên 1 quy, một bộ bàn thì là 10 món, 40 cái đơn, một cái bàn lớn và một cái băng ghế dài chất liệu là gỗ cỏ. Bộ này là gỗ cỏ nha, và ốc này là ốc đẹp, ốc Singapore 7 màu xanh lục nha bà con. Hàng siêu to đẳng cấp nha. Đó, bàn là thì bàn lớn 5-6 đường thiên cho cái bàn này nha. Nó dày và nặng đặc. Đó, cẳng là cẳng kính, cẳng full luôn nha bà con. Chân và tứ diện hết luôn, chạm đục cũng như thế nha. Đó, hàng em bao mình lành lặn liền lạc. Chiều cao của bàn này thì em đo 74 thôi. Chiều ngang của bàn là 117 nha bà con, ngang 117. Chiều rộng nhất của nó là 155. Đó, mặt này của nó là mặt hai lá giữa nha. Đó, hai lá. Đó, gỗ thì mình xem nè, sạch sẽ, sáng bóng, ok luôn nha. Cẳng là cẳng chìm, mịn màng. Đó, ốc thì vàng chanh. Đó, vàng chanh xanh lục nha. Đó, khá là đẹp luôn. Bốn góc bàn là bốn cái bình hoa. Bốn bình hoa tựa vào đó, và những cái con dơi ở trên. Đó, nhìn mang tính chất là phong thủy cũng như là những cái chữ phúc xung quanh. Đó. Đây, ốc ác của nó bà con mình nhìn nhiều khi ở trên nó bị giả ánh đèn thôi. Mình thấy cái màn thế luôn nha, thực tế bên ngoài nó rất là đẹp nha bà con. Bên ngoài mình nhìn bằng mắt thật nó mới chính xác hơn trên màn hình tivi cũng như điện thoại mình nha. Đó, rất là đẹp, lành lặn và liền lạc, sạch sẽ, làm tích, không lỗi lầm, cứ yên tâm nha. Đó, dìm mà bàn này bên ngoài thì nó dày khoảng 2,5 phân thôi. Cái dìm thành này nè, dày 2,5 phân nha. Đó, bà con mình xem bàn to và cẳng là full. Đó, cẳng là full mặt luôn. Đó, không còn chỗ trống luôn nha. Đó, hội tụ các loài chim nhìn rất là đẹp. Đó, hàng siêu quét hôm trước rất là lâu rồi. Em có giao lưu về một bộ về Sài Gòn cho một vị khách VIP á. Đó, rất là ưng ý luôn. Hôm nay cũng rất lâu mới sưu tầm lại được bộ này. Đó, chị hàng này hàng to khủng lớn cho nên nó ít, nó không có nhiều, hạn chế lắm nha. Lâu lâu mới gặp được bộ như thế này thôi. Đó, khá là đẹp nha bà con. Chân chìm thì chạm đục nữa nè. Đó, chân vuông này lớn của nó thì đường kính của nó là 9 phân rưỡi luôn nha. 9 phân rưỡi gần 10 phân đó. Đó, nguyên khối luôn nha bà con. Đặt nguyên khối. Chạm đục là tới chân luôn. Đó, cẳng ốc tới chân luôn nha. Những cái đường dây leo nhìn rất là đẹp. Đó, bộ này 10 món mà nha, mình không gian động binh, nhà mình không gian nhà mình để bộ này vào rất là quyết nha bà con. Đó, mình để trong nhà mình tiếp khách đại khách nè, mình ngồi uống trà nè, đó, mình chơi hoài không chán, cái đầu óc của nó cứ sáng lấp lánh hoài. Đó, mình chơi hoài là mình không chán cái bộ này nha. Hàng thì còn nguyên viên gõ gắp bằng mỏng hết, chưa khóa đinh khóa keo, còn lành lặn, đã được làm sạch sẽ mặt đi rồi. Đó, bà con mình xem hàng này thì em cũng báo mình không phải hàng cổ hàng xưa nha. Đó, có sao thì em báo mình chị nha, yên tâm. Còn ghế ngồi nè, mỗi cái ghế dách bà con mình thấy không, ngồi rất là lớn nha. Em ngồi ở đây một phòng cộng nè, trên thang một người mà nhỏ nhỏ có thể ngồi được hai người. Đó, tựa thì thành ngồi thì vừa ngang đầu, thoải mái nha bà con. Đó, mấy cái này phòng rất hết, cẳng là full luôn, mặt trước, mặt sau và hai bên hông luôn nha. Chiều cao ghế này tổng em đo là 126. Chiều ngang cái vị trí ở trên này đi, cái chỗ rộng ra để bà con mình ước lượng là 88 nha. Còn chiều sâu bên dưới là 81. Còn chiều rộng nhất luôn nha, luôn cả bàn, mặt bè, mặt đế bên dưới là 68 nè. Đó, tay này thì chiều ngang của nó là 7,5 phân. Đó, 7,5 phân. Thành sau lưng này dày là khoảng 3,5 phân trở lên. 3,5 phân, 3,8 phân á. Đó, cẳng bà con mình thấy không? Cẳng là full hết trơn là nhìn đẹp không? Đó, ốc lên màu sáng rực nha bà con. Đó, kính kẻ, sạch sẽ, không lỗi lầm, không bong chóc ốc. Đó, yên tâm. Đó, khá là quyết nha. Bộ này thì em giao lưu mình á, thì em sẽ bảo hành cho bà con mình luôn, cứ yên tâm nha. Xài theo thời gian 5 tháng. Mấy hàng này mình sưu tầm về mình xài nè, là để đời sau là sau này luôn đó nha bà con. Đó, mình để sau này luôn đó nha, rất là đẹp nha. Càng xài càng bóng thì nó càng đẹp thôi, ốc càng lên thì càng sáng thôi. Đó, khá là quyết nha bà con. Chân tay của nó là những cái song tiện của nó và chạm đục những cái đường móc, móc kẹt như móc tàu á bà con thấy không? Đó, chạm đục và cẳng ốc luôn, tứ diện luôn nha. Đó, mặt trước thì dơi ngậm thọ, dìm thì chạm đục dơi ngậm thọ, cũng nói về phong thủy nhiều lắm. Đó, bà con mình xem và cảm nhận qua màn hình giúp em. Đó, nếu mà không rõ không chỉ kết bạn Zalo nha. Thì cửa hàng bên em cũng có nhu cầu giao lưu thu bà con mình là những mặt hàng xưa cũ lại luôn nha. Nếu bà con mình có nhu cầu trao đổi, đó, trao đổi và thu lại thì bên em nếu mà trao đổi thương lượng nha thôi.
mở được ok thì em cũng có nhu cầu là thu lại cho bà con của mình những cái sản phẩm xưa cũ, mình trao đổi mua bán với nhau, mình trao đổi thương lượng thôi, hợp tình hợp lý thì mình giao lưu thôi nha, khá là đẹp. Nếu mà có nhu cầu thì bà con mình những hàng xưa hàng cũ nhà mình nè, mình muốn sưu tầm nó mà mình muốn giao lưu á, những cái hàng mới về để mình trưng bày á thì mình không có chỗ để á thì cứ liên hệ với em nha, em có thể thu lại cho bà con mình. Còn đôn thì ghế đơn thì bốn cái kích thước nó như nhau nha, còn đôn thì hai đôn dừa nè với hai đôn cao, nói chung đôn này đều là đôn lớn hết trơn á, không phải đôn nhỏ nha. Cao mỗi đôn này em đo là 75 nha bà con, mặt này đường kính của nó là 40-50 nha, cẳng là cũng full luôn nha, trên mặt đôn cẳng full luôn. Tứ diện cũng chạm đục và cẳng hình những con dơi ngậm thọ hết luôn nha. Đôi đôn mà con mình xem thấy đẹp không? Đôn kẹp theo á. Đôn thì chân đôn của nó là 8 phân vuông. Chân đôn của nó nha, 8 phân vuông. Làm tích tình tật luôn, tứ diện như nhau. Cẳng ngóc chạm đục là tứ diện như nhau nha. Bà con mình cứ ngắm xem và cảm nhận mà mình tư duy ra được nha. Còn đôn cao lớn nè, đôn lớn nè. Đôn cao to này thì nó lên tới là 85 lần nha bà con. Mặt này đường kính của nó là 40-50 luôn, mặt đường kính 40-50 về mình để đồ, cây đồ, bình hoa, chậu hoa lên khá là quyết. Được con cái lành lặn liền lạc sạch sẽ rồi về xài thôi, không cần bộ này thì trong không cần đánh bóng sạch đi sơn phết gì nữa nha. Mình về để nguyên ghim rồi mình xài thôi. Bộ này không gian mình to rộng khủng á, mình mới trưng bày lên cái bộ này nhìn nó mới đẹp nha bà con. Ở nhà mình mà phòng khách to to nè, mình trưng cái bộ này vào thì rất là đẳng cấp, rất là quyết nha. Mình xem không rõ nghe không chỉ, kết bạn điện thoại Zalo em hỗ trợ tư vấn cho bà con mình xem rõ ràng kỹ càng hơn nha. Ở gần miền Tây Nam Bộ thì đến cửa hàng chúng em để mình xem tận mắt luôn, để mình trao đổi giao lưu với nhau nha. Nếu mình ở gần gần còn ở xa quá đó không được thì kết bạn điện thoại Zalo. Là mình muốn xem những sản phẩm nào, tìm sản phẩm gì thì liên hệ em sẽ nghiên cứu tìm cho bà con mình nếu có thể. Còn bàn này nè, bàn này cái bàn này nói không giới thiệu rồi, còn cái băng ghế dài nè, băng ghế dài để em đo cho mình tham khảo luôn. Cái băng ghế dài này tổng cái chiều dài nó là 2m2 nha, 2m2 nha bà con. Chiều cao thì nó những như cái ghế kia thôi, cao là cũng 125 tới cái đỉnh này nha. Còn chiều sâu ghế này ra em đo phủ bì luôn đó nha, 68 sâu ra 68 nha. Tựa thành sau lưng này cũng dày là 4 phân phủ bì nè. Mấy cái tựa thành này dày nhất là 4 phân phủ bì hết á, rất là đẹp, chạm đục cản ốc mặt trước mặt sau luôn. Đây là những cái biểu tượng chạm đục hình cổ đồ nè, với những cái sông tiện nè. Bà con mình xem nha. Gã gáp bằng mộng hết nha bà con. Còn nguyên kim nguyên bản. Chưa qua mà nói chung chưa qua xử lý gì hết trơn nha. Rất là đẹp. 10 món nha, bộ này tổng cộng 10 món. 4 cái đôn, 4 cái ghế đơn lớn và 1 băng ghế dài. Và 1 cái bàn to nha bà con. Rất là quyết và đẳng cấp. Nếu mà cái bộ này để em đo hạo để cái không gian mình có thể trưng bày lên được, có cái diện tích nhà mình để mình có thể để cái bộ này vào cho nó hợp lý nha. Đây kéo thẳng cái thử ra. Nếu mà cái bộ này đó nha thì em đo nó khoảng là 2m8, từ 2m5 tới 2m8. Tầm khoảng không gian đó là bà con mình để cái bộ này được rồi, tới 3m, nói chung từ 2m5 tới 3m đi. Thì bà con mình để cái bộ này được nha. Mình xem và mình tư duy nghiên cứu giúp em nha. Nhìn rất là đẹp và đẳng cấp cho bà con, ốc cát cẳng là khỏi chơi nha. Mình để nhà là mình chơi, mình trưng bày hoài, nhìn hoài cũng chán cái bộ này luôn đó nha. 10 món, bộ này thì em giao lưu bao cái ship mình trên mọi miền tổ quốc luôn là giá 190 triệu. 190 triệu nha. Em bao ship trên mọi miền tổ quốc luôn nha, bảo hành cho bà con mình về xài sử dụng. Cũng như là mình ở gần miền Tây Nam Bộ thì em có thể trao đổi thương lượng giảm bà con mình tí ship được. Nếu mà mình đến trực tiếp cửa hàng thì em có thể để mình cái giá nói chung được rất là hữu nghị nha. Bà con mình cứ nghiên cứu tham khảo thêm giúp em nha. Rồi đến với mã tiếp theo hai quy đi, em có một bộ tranh tứ quý nè. Hôm trước thì giới thiệu bà con mình là bộ bên kia là chim hoa, còn bộ bên đây là tứ đại mỹ nhân. Gỗ của nó cũng là gỗ chắc luôn nha, miếng giữa liền tấm liền khói, đỏ bên ngoài đều là liền cây hết nha, chứ không phải hàng đắt giá đắt ghép, lưu ý nha. Cho nên hàng giá trị cao cấp thì nó phải như thế. Hàng đắt giá đắt ghép thì giá nó mềm hơn, lưu ý nha. Gỗ là đều gỗ chắc hết. Cao tổng này em đo nó lên tới là 1m05 cho mỗi tấm nè, 1m05 phủ bì. Chiều ngang của nó là 29 nè, 29 phủ bì nha. Độ dày cung tranh này là khoảng 2,5 phân. 2,5 phân, miếng giữa là liền tấm. Tứ đại mỹ nhân nha, mặt cầm kỳ thi họa. Trên là người ta cũng cảnh cái tích làm tứ quý. Rất là đẹp nha, trùng trúc khúc mai. Bà con mình xem. Lành lặn liền lạc toàn bộ, khảm này là khảm ngà cây gỗ xưa và ốc bảy màu xanh lục, những gương mặt những cô gái nhìn rất là đẹp và hồn thần thái. Như những vị thần tiên luôn. Bà con mình xem. Cái tích này nổi tiếng lắm nha bà con, nổi tiếng từ thời xa xưa bên Tàu quá nha.
hoặc là mình có thể nghiên cứu về người Việt Nam mình bốn vùng miền luôn nha. Đó, bà con mình xem khá là đẹp nha. Đó, tứ đại mỹ nhân cầm kỳ thi họa, tứ quý là tốn mùa xuân hạ thu đông luôn. Đó, hàng cao cấp, thẳng những vật chất quý hiếm, nên hàng giá trị. Đó, bà con mình tư duy tham khảo nha. Bộ này em giao lưu với bà con mình giá là 36 triệu. Đó, 36 triệu nha bà con. Em bao phí ship mình luôn nha. Bao kiểm tra hàng tại nhà, tại nơi. Đó, đúng hàng, đúng chất lượng mình nhận giúp em nha. Bao mình test luôn, hàng làm tích toàn bộ hết. Miếng giữa là liền tấm, liền khói gỗ chắc nha. Đó, 36 triệu nha bà con. Em bao phí vận chuyển á. Và đến với mã tiếp theo hôm nay. Nói chung hôm nay cái sưu tầm đều là những cái hàng quý đẹp giá trị mà. Mình cứ nghiên cứu và tham khảo nha. Được thì hữu duyên giao lưu, không mình xem ngắm chơi cho vui vẫn ok, không sao hết nha. Đó, mã số 3 này á, là em có một bức tranh là tùng hạt duyên niên nè. Đó, 6 con hạt nha bà con, rất là đẹp nha. Đó, đây là một bức tranh gỗ chắc luôn, đỏng liền tấm, liền khói miếng giữa, liền khói lớn. Và 6 con hạt, những cây tùng là thẳng cẳng thân cây gỗ xưa, kết hợp với những cái loại đá quý. Đá quý nha bà con, và những cái nhà nha, bà con mình xem nha. Đó, rất là đẹp luôn, nhìn hồn lắm. Cao tổng em đo cái bức này là 53 nè. Đó, 53. Tổng cái chiều dài này của nó nha, bức tranh này là 1m2. Dài 1m2 nha, độ dày khung tranh này là 2,5 phân. Khung 2,5 phân, miếng giữa là liền khói. Cái miếng giữa này liền khói của nó lên tới là 29 phủ bì. Đó, một tấm giữa gỗ chắc đó, toàn đỏm bên ngoài, dán bên ngoài liền tấm liền đỏm hết trơn nha. Không phải đắp giá, đắp ghép chỗ nào, lưu ý giúp em. Thảm khăn cây gỗ xưa nè, thảm nổi nè, mọi người thấy không? Nhìn nổi bật đẹp lắm, bức tranh mà mình thấy như thế chứ bên ngoài nhìn đẹp lắm nha. Vì chất liệu của nó là những hàng quý hiếm quý giá mà nên giá trị nó tương đối. Đó, còn hàng trung hàng thường thường thì về giá nó mềm nha. Đó, cẳng những mặt hàng thường thì giá nó mềm hơn, lưu ý giúp em, tiền nào thì của đấy thôi. Đó, hàng này là hàng cao cấp quý. Em giao lưu bà con mình cái bức này giá là 30 triệu. 30 triệu nha, bao phí ship mình chỉnh hàng lặp lặng liền lạc nha. Đến với mã số 4 này, một cặp bình hút lọc nè, siêu to khổng lồ luôn. Đôi bình này là bằng gốm sứ nha bà con. Một người ôm như em là không giáp nha, một người ôm như em là không giáp nè. Đó, to lớn luôn, còn là đế dưới là đế gỗ gõ nguyên khối đặc nặng khoảng 3 mấy ký, từ 30 ba mấy ký trở lên nha. Và người ta thiết quàng luôn, nó cảm hai mặt. Đó, và mình xem hút lọc thọ và bát tiên hai bên mặt trước, hút lọc thọ mặt sau bát tiên nha. Em sẽ đo kích thước báo cho bà con mình. Chiều cao bình này tổng là 1.9 nha, tổng là đế một thì 1.9 nè. Đó, còn cái phần mà cái bình không á, bình này cao không là 1m56. Đó, nếu mà cái bình cao không 1m56 nha. Miệng thì ngang đường kính này của nó là 40. Đó, miệng đường kính 40 nha bà con. Lành lặn liền lạc, tất cả đều khảm ốc hết nè. Trên mè mà cổ là khảm bắc tiên nè. Đó, hoành cổ này thì em đo cái hoành này thì nó lên tới là 63. Đó, 63 nha. Và hoành bụng tổng lớn nhất của nó là 148. Đó, 148. Đó, một người ôm không giáp đó, bà con mình xem nha. Rất là đẹp, hai bên thì người ta có làm hai cái vòng chuỗi luôn nè. Hai vòng chuỗi này bằng đá này, xin lỗi, cái này là bằng gỗ huyết long nha. Đó, thiết quàng luôn, mình nhìn rất đẹp và sang nha bà con. Mặt trên dưới cũng như thế. Cặp bình này nó nặng lên tới từ 160 kg trở lên luôn nha. Đó, một cặp này nặng khoảng từ 160 kg luôn nha bà con. Về không gian mình nó cũng như là phòng khách nào mình để mình trưng bày vào. Đó, thì khách cứ lại đến nhà đến nơi mình xem là trầm trồ luôn đó nha. Đó, mấy mặt bờm đắp nổi hai bên nè. Đó, bờm vẽ vàng nè, thiết quàng nó dơi nè. Cây tùng nè, khảm này bà con mình thấy rõ không? Bào ngư nè, xương kết hợp với cũng như là những cái loại ốc cao cấp giá trị. Đó, cẳng những gương mặt phúc lộc thọ. Đó, cái này gọi là cẳng truyền thần. Đó, cẳng truyền thần nha bà con. Nặng từ 160 kg đó nha. Cho một cặp như thế này. Đó, phòng khách nhà mình chân một đôi là thôi, khách đến nơi đến nhà xem là chập chờn liền. Đó, bà con mình xem bước hàng bước là nhà xem là gắm cặp bình này đều là khen hết luôn. Đó, em bao cho mình luôn nha. Đó, hoặc mình để những cái phòng thờ gia tiên rồi nè, những cái đôi bình mang có tính chất phong thủy nè, bà con mình xem nha. Phúc lộc thọ gia đình đây cũng có nha. Đó, nó phong thủy rất là hay. Đó, mặt trước bắc tiên, mặt sau là phúc lộc thọ. Khảm là tứ diện, tất cả đều ốc hết nha. Khảm tứ diện ốc hết, dày và nặng. Chắc của nó là gốm sứ, bên dưới là đế của nó là đế gỗ gõ. Đó, gỗ gõ nguyên đặc, nguyên khối nặng luôn nha. Nguyên khối một người ôm là đi không nổi đó. Đó, mình xem nếu mà không kỹ, không rõ thì liên hệ điện thoại em quay trực tiếp cho mình xem. Hoặc gửi ảnh video cho mình ngắm nha. Đó, gửi ảnh cho bà con mình xem, mình nghiên cứu tư tham khảo tư duy trước nha. Cặp bình này giá em giao lưu với bà con mình là 58 triệu. Em bao phí ship mình là toàn quốc nha. 58 triệu bao phí ship mọi miền tổ quốc. Mình miền Tây Nam Bộ thì em ship trong ngày mình nhận được rồi. Ở miền Tây thì em giảm tiền cước phí là cho mình yên tâm. Còn ở ngoài Bắc thì bà con mình lưu ý ship nó cao, chứ không phải như trên á, đi xa thì 4-5 ngày mới tới Bắc Hà Nội này kia, Hải Phòng, Hải Dương rồi lặn. Cho nên thì tiền phí nó cao nha. Đó, em không có giảm được nhiều, bà con mình ở xa cũng thông cảm giúp em nha. Đó, em cảm ơn rất là nhiều luôn ạ. Rồi, mã tiếp theo số 5 hôm nay em có một cặp bình gốm Biên Hòa, một tiên 75 nha.
Đó, hàng này là hàng theo thời gian 5 tháng mang thì quả biến rồi, chỉ có màu của nó mới có là chuyện của nó là làm tích hết, không có đứt mẻ. Cao thì em đo 61 nè, miệng đường kính 16, hoành bụng này lên tới 87, lành lặn liền lạc nha. Đó, men hai da, đó, rất là đẹp nha bà con, làm tích nha, đó, khá là quyết luôn nha. Đây bà con mình xem nha, à, đó, khắp, chả khắp nổi luôn nha. Đây, hẳm nổi lúc chân nè, tích người, trôn đế đây, mọc chuyện nè, 1975 đầy đủ luôn đó nha, gốm Biên Hòa. Đó, đôi này em giao lưu bà con mình là 4,5 triệu, 4,5 triệu một cặp nha. Em bao chuẩn hàng làm tích nguyên si, không lỗi lầm, không đứt tóc. Cứ yên tâm về đến nhà khu ra kiểm tra hàng, bảy dở hoàng về cho em yên tâm. Mã tiếp theo thì em có là một cái bộ khay trà nè bà con mình thấy không? Đó, bộ khay trà này đẹp lắm nha bà con, gấm tàu nha. Đó, kiểu dáng cuốn thư nha bà con, khá là quyết nha. Đó, cái chiều dài này của nó em đo 32, chiều ngang cái khay 20, chiều ngang ấm 16 thôi. Đó, còn ly 4 khoăn, miệng 5 khoăn nha. Tích trúc lâm thất hiện nè, chôn đế đâu các mình xem nha. Đẹp lắm, lành lặn không nứt bể. Ở hàng này cũng là hàng nói chung có tuổi rồi nha. Có thể mình về vệ sinh lại, mình xài sử dụng được luôn, hàng lành lặn nguyên vẹn, khá là đẹp. Đó, bộ này em giao lưu bà con mình giá 1,6 triệu thôi, bao cái ship mình luôn. Đó, giá sale luôn nha bà con. Rồi đến với mã số 7, một cái đĩa gốm Tam Thái hàng xưa cổ nha bà con. Vẽ cái tích bên giữa trong là chú gà trống nha. Đĩa này đường kính lên của nó là 36,5, chiều cao lên em đo là 5 phân. À, bà con mình xem men cái nó vẽ màu nè, chuẩn hàng xưa cổ điển nha. Mấy cái hàng này là hàng già đồ sâu tuổi, lành lặn không nứt bể chỗ nào nha, không nứt bể, men gạn xưa cổ điển theo thời gian chôn đế. Mình thấy cái chôn thôi mình biết rồi, cốt truyện của nó già đồ và giá trị nằm ở đây. Lưu quý giúp em nha, bao mình về kiểm tra test hàng thoải mái. Em giao lưu với bà con mình cái đĩa này giá 3,5 triệu, 3,5 triệu đồng, về kiểm tra hàng đúng đồ mình nhận yên tâm. Mã số 8 em có một cái cháp lục giác, cháp này về mình đựng bánh kẹo, bánh mứt, hạt dưa Tết mình xài sử dụng nè. Hàng này cũng vài chục năm thôi, gỗ gõ, ốc thì nhã bả chầu theo thời gian. Với chiều cao này em đo tổng lên tới 19, đường kính ngang phủ bì 32 và cái hoành đế bên dưới là 49 nha, lành lặn, ốc theo thời gian 5 tháng nha, làm tích hết nha. Chỉ có gỗ nó xưa theo thời gian thôi, còn toàn bộ hàng lành lặn nha, không lỗi lầm. Khúc lục thọ chiếc phần xung quanh là cái tích thập nhị tứ hiếu. Bên trong mình đựng hạt dưa, bánh kẹo, bánh mứt Tết luôn. Cái này đánh gom chưa có vệ sinh xe lăn rồi đó, để nguyên thủy cho con mình. Em giao lưu bà con mình cháp này có giá là 3,8 triệu đồng. Và tiếp theo đây, một cái cháp siêu to nè, hàng này hàng đẹp giá trị VIP nè. Bà con mình xem nha. Cái này xung quanh thì em thấy cẳng là Bát Tiên hoặc là Tích Tâm Quốc này nha bà con. Hàng này hàng khía to lớn dày lắm nha. Gỗ gõ xưa luôn, mấy cái này bây giờ nó hiếm nết lắm nha bà con. Hàng lục giác đó thì nó có, cho hàng này mình nhìn cảm nhận giúp em nha. Cao tổng em đo 15 nè, đường kính ngang của nó là 31. Cái hoành bụng tổng của nó là 98, rất là lớn và dày. Hàng mình nhìn xem qua màn hình và cảm nhận giúp em nha. Xung quanh là cẳng những cái cám này đều có tích khác nhau hết. Đây Bát Tiên nè, Trúc Lâm mà tứ quý nè. Khía nha, nhìn đẹp, đây dày lắm nè. Cái phần này nó dày khoảng 3 phân, 2 phân rưỡi, 3 phân trở lên. Hộp nè, các bạn thấy không? Cái này là hàng lâu đời, nó bị đóng mấy cái tan, đóng bụi nè, đóng theo thời gian gỗ đó. Nhu cầu thì em cho lau chùi làm vệ sinh xì ba lại cho mình luôn nha, để mình về mình xài sử dụng yên tâm nha. Hộp này hàng siêu lớn siêu to nha bà con, không phải nhỏ, nặng lắm. Nặng lắm nha. Hàng này bây giờ thì cứ kiếm khó lắm nha. Em giao lưu bà con mình cái cháp này giá em giao lưu là 8 triệu nha bà con. Thường mình năm bộ là cái quả xưa đó nha. Và đến với mã số 10 này nè, một cái hộp mình đựng trà, đựng chè, tích trúc lâm thất thì gỗ gõ nguyên khối luôn nha. Ốc thì Singapore vàng chanh, trên mặt này người ta cẩn cái tích nè. Ngũ phúc 5 con dơi, chiều cao em đo 21, mặt đường kính ngang là 10 phân, bình bụng này lên tới 35. Cái này là hàng ốc đẹp nha, lưu ý nha. Ốc mình nhìn màn hình cảm nhận giúp em nha. Gỗ là nguyên khối nè, để trà, đựng trà, đựng chè. Hộp này em giao lưu mình 2,6 triệu thôi, 2,6 triệu thôi nha. Và đến với mã tiếp theo, em có một cái cây bonsai, một cây đầu hồ lô cái đầu tiên hồ lô nha. Bà con mình xem nhiều quả, nhiều trái xung xê, chất liệu này bằng là những cái viên đá quý nè. Mấy cái trái này mình về mình bẻ sửa theo ý thích định của mình bình thường hết nha. Bà con mình xem trái to to không à. Đá này là đá ngọc hoàng long kết hợp với cũng như là đá sao banh tin. Mấy cái bông này về mình chỉnh sửa lại thôi, tùy theo sở thích của mình thôi nha. Nhìn đẹp lắm, bông màu trắng cũng bằng đá hết trơn luôn nha bà con. Hàng đẹp đó nha. Giá trị về mình trưng bày một sưu tầm một lần thôi, mình chơi mãi mãi nha. Chiều cao á, nếu mà em đo tổng cái chiều cao này của nó nha, thì chiều cao tổng của nó lên tới 57, chiều ngang này của nó là 52. Nặng khoảng mười mấy 20 kg nha. Cái này thì em đếm thử coi bao nhiêu quả nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 quả nha bà con.
Đó, quả trái hồ lô như đầu tiên nha, trái màu vàng vàng này là đá ngọc hoàng long, còn mấy cái này là đá serpentine. Đó, còn cái chậu bên dưới là bằng đá nguyên khối thiên nhiên luôn. Em giao lưu với bà con mình cái cây này có giá là 4 triệu 6 nha, 4.600.000 đồng, em bao phí ship mình trên toàn quốc luôn nha. Cây to lớn nặng nha bà con, còn cây dừa thì giá nó mềm hơn nha, lưu ý. Và đến với mã số 7 ở số 12, một cặp là đây là một cặp bình voi gốm chu đậu xưa nha, nhìn nó nhỏ nhưng mà nó già đồ, cao là 14 nè, hoành bụng này lên tới 34, rất là già đồ sâu tuổi nha, cốt men già đồ dày. Bà con mình xem nhỏ nhưng mà già nha. Cặp này em giao lưu mình 700.000 thôi, một cái 350, một cái chỉ 350 thôi nha. Đến mã 13, một cái bình là gốm chu đậu xưa nữa nha, cao em đo 15, dài là 20, lành lặn liền lạc nắp của nó đây, lành lặn không nứt mẻ nha. Mấy hàng này là sâu tuổi hết trơn nha bà con, có sao em báo mình vậy, về cứ kiểm tra hàng giúp em đi nha, đúng hàng xưa ra theo thời gian mình nhận. Cái này giá vô luôn mình 1.100.000, 1.100.000 đồng. Mã số 14 nè, là em có là một cái bình gốm Nhật xưa luôn, hàng cao cấp nè, vẽ tích là chim công hoa phù dung đó. Cái hàng Nhật là mình nhìn là mình biết rồi, nó làm đẳng cấp sắc sảo lắm đó. Giá trị cái thời gian của nó xài lâu năm, càng lâu thì nó càng đẹp chứ nó không có lỗi nữa đó. Chiều cao cái bình này tổng thì em đo lên tới 23, miệng đường kính 12, hoành bụng này nó lên tới 67 nha, hàng lành tích nha. Chôn đế chuyển đế đây, gốm Nhật đàng hoàng đầy đủ một chuyện. Em giao lưu bình này 1.300.000 thôi, 1.300.000 thôi nha. Và đến với mã 15, một cái bình gốm Nhật luôn, khắc vẽ nổi luôn nha. Cái tích là tùng hạt cái gì nè, bà con mình xem. Với chiều cao tổng em đo 25, miệng đường kính này lên tới 13, hoành bụng này lên tới là 81. Bà con mình xem hoa văn của nó đây nha, rất là quyết, chôn đế nè. Những cái hàng này là đều hàng có trải nghiệm theo thời gian 5 tháng hết rồi. Bình này em giao lưu mình là 1.500.000 nha, 1.500.000 đồng, em bao phí ship cho mình luôn nha. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đồ Sô Lê Quyên chân thành và cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Mến chúc sức khỏe bà con mình trên mọi miền tổ quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.